Chương trình từ thủ đô Washington DC với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay lại có tin tức từ Hoa Kỳ về một cái tin mà chấn động thế giới thưa quý vị. Và xin thưa là ngày 8 tây tháng giêng 2021 thì các công ty lớn về công nghệ của Hoa Kỳ như Twitter, Facebook đã cấm vĩnh viễn Tổng thống Donald Trump và những người bộ sậu của ông Tổng thống Donald Trump với những lý do cho rằng là đăng tin fake news, sai sự thật, vân vân thưa quý vị, và cấm vĩnh viễn, xin thưa là như vậy. Thì việc này đã gây một cái sự phẫn nộ rất lớn từ những người theo phò ông Tổng thống Donald Trump và những người họ cho rằng là đấu tranh cho quyền tự do phát biểu, tự do ngôn luận theo hiến pháp của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì có thể nói là gây ra một cái sự tranh cãi cực kỳ lớn và đã có những vị lên tiếng là đừng hòng bịt miệng tỷ phú của chúng tôi. Xin thưa là như vậy, đừng hòng bịt miệng tổng thống của chúng tôi. Và ông Tổng thống Donald Trump không phải chờ lâu, thưa quý vị. Thì một vị tỷ phú hàng đầu của nước Mỹ với tổng tài sản lên tới 195 tỷ đô la đã đứng ra bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho ông Tổng thống đương kim Donald Trump. Xin thưa quý vị, trên màn hình đây là tỷ phú trẻ tuổi Elon Musk với tổng tài sản 195 tỷ đô la. Và hiện nay là ông đang đứng nhất nhì của nước Mỹ. Thì ông đã đứng ra và sẵn sàng bỏ tiền ra theo lời kêu gọi của ông Tổng thống Donald Trump thành lập một công ty hoặc là một cái nền tảng công nghệ của cộng đồng mạng để thực thi quyền tự do ngôn luận, thưa quý vị. Và một cái phần mềm đặc biệt là phần mềm Signal trên màn hình, quý vị có thể thấy tương đương với phần mềm của Facebook hoặc là phần mềm của Twitter. Có thể nói rằng là hai công ty hàng đầu của Hoa Kỳ khi mà cấm Tổng thống Donald Trump thì đã thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đô la. Thì cái ứng dụng Signal này đã được hình thành, thưa quý vị, và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận, và ông tỷ phú Elon Musk là người bỏ tiền để ủng hộ cho cái tổ chức phi lợi nhuận này với một cái phần mềm hay là một cái ứng dụng Signal. Thì nó tương tự như của Facebook, thưa quý vị, hoặc là tương tự như của Twitter, tức là cho phép người dùng được chia sẻ thông tin, được đăng tải thông tin, được làm đủ mọi thứ tương tự như Twitter, tương tự như Instagram và tương tự như Facebook, hoặc là tương tự như Parler, là một cái ứng dụng cũng đã bị cấm. Xin thưa là ngay sau khi tuyên bố của tỷ phú Elon Musk thì ứng dụng Signal ngay lập tức đã trở thành ứng dụng được tải về nhiều nhất, thưa quý vị. Có thể nói là tải về rần rần và trở thành là một trong những ứng dụng được tải về nhiều nhất trong những ngày vừa qua. Thì tỷ phú Elon Musk cùng các tỷ phú khác cho rằng là các công ty Facebook, Twitter quá đáng và đã ngăn cản cái quyền tự do ngôn luận của một công dân Donald Trump, thưa quý vị, cùng các công dân khác. Thì bây giờ là ứng dụng Signal này bắt đầu nổi lên và chắc chắn là sẽ nổi lên vì ông tỷ phú Elon Musk đang kêu gọi các tỷ phú khác bỏ tiền vào cho cái ứng dụng Signal này, thưa quý vị.
thì có thể nói là một cái tay chơi mới nổi lên, và ông Elon Musk cho rằng là ứng dụng Signal này thì thoải mái hơn, có thể là cho người dùng sử dụng cái quyền gọi là tự do ngôn luận rồi quý vị. Nói chung là lúc nào ở Hoa Kỳ này thì có người bên kẻ chống, rồi người chống thì cũng khỏe có người bên vực, đặc biệt là ông Donald Trump hiện nay là đương kim tổng thống Hoa Kỳ. Các tài khoản cá nhân của ông cũng có số người đăng ký lên tới hàng chục triệu người, hàng trăm triệu người thưa quý vị. Cho nên việc mà các công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ bịt miệng hoặc là cấm vĩnh viễn tài khoản của ông Donald Trump thì đã gây ra một cái sự phẫn nộ, một sự xúc động rất lớn từ các fan cuồng của ông Donald Trump. Do đó chúng ta cũng không có gì ngạc nhiên trong vòng vài ngày là họ đã có đồ chơi mới thưa quý vị. Thì tiếp theo có những công ty ủng hộ ông Tổng thống Donald Trump, họ cho rằng họ sẽ tháo bỏ những cái ứng dụng Facebook, những ứng dụng Twitter ra khỏi cái nền tảng của họ, và họ có thể họ cấm nhân viên của họ không dùng Facebook, không dùng Twitter thưa quý vị. Vì họ cho rằng là những công ty này đã cố tình vi phạm vào cái việc tự do ngôn luận của người khác, hoặc là vi phạm một cách quá đáng. Nói chung thì một cái trận chiến đấu khẩu hai bên, kẻ bên người chống và phía ông Tổng thống Trump và phía những người ủng hộ ông, thì chắc chắn là sẽ tìm kiếm những con đường phản đối hoặc là đi con đường khác. Thì trong những công ty phản đối thì có công ty nhà mạng T1 Wi-Fi, thì họ cho biết rằng họ sẽ không hiển thị và không khuyến khích người tiêu dùng, người sử dụng nhà mạng của họ về cái ứng dụng Facebook, ứng dụng Instagram, ứng dụng Twitter thưa quý vị. Có thể nói rằng là họ lý luận rằng công ty Facebook, công ty Twitter đã làm thiệt hại và bịt miệng những khách hàng của họ, xin thưa là như vậy. Và họ cảm thấy là không thoải mái khi mà phải quảng cáo cho Facebook, quảng cáo cho Twitter. Do đó là họ quyết định là không hiển thị và không tiếp tay để mà quảng cáo cho những công ty Twitter, công ty Facebook, Instagram, những công ty mà đã đóng tài khoản của Tổng thống Donald Trump cùng với các tài khoản của các bộ sậu của ông Donald Trump, như bà luật sư Sidney Powell, ông tướng Michael Flynn, vân vân. Thì có thể nói rằng đây là một cái tình trạng rất hỗn loạn mới ở trên cộng đồng mạng ở Hoa Kỳ và ở trên thế giới. Các hãng công nghệ lớn của Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ có những người binh vực cho ông Tổng thống Donald Trump hoặc là binh vực cho đảng Cộng hòa. Họ cho rằng là các công ty công nghệ Facebook, Instagram, Twitter đã kiểm duyệt quá đáng, hoặc là đã tìm cách loại bỏ đối thủ một cách phi pháp thưa quý vị. Thì họ tuyên bố là không dung túng cho việc mà bịt miệng, bóp họng, bóp cổ với những cái chính sách gắt gao của Facebook, của Twitter. Do đó là họ sẽ tìm cách ngăn chặn hoặc xóa bỏ Facebook hoặc Twitter trên những cái dịch vụ mạng của họ thưa quý vị. Có thể nói đây là một cái trận chiến mà khá dữ dội trong cái việc mà loại trừ, loại bỏ lẫn nhau ở Hoa Kỳ này thưa quý vị. Có thể nói rằng việc mà ông Tổng thống Donald Trump có được một cái lượng fan hùng hậu, cực khủng, có thể nói là nhiều nhất thế giới thưa quý vị. Không một cá nhân nào mà có thể có nhiều hơn ông Tổng thống Donald Trump về cái số lượng mà những người ủng hộ, những người fan cuồng của ông qua các tài khoản. Việc ngăn chặn các tài khoản này
và với cái lời lẽ là cấm vĩnh viễn, nó gây một sự bức xúc rất lớn thưa quý vị. Tại vì nhiều người cho rằng cùng lắm là tháo bỏ hoặc là xóa bỏ các dòng tweet hoặc các video mà vi phạm luật, luật an ninh mạng của Hoa Kỳ. Cùng lắm là phạt và cấm 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày thưa quý vị. Có thể nói là đằng này lại cấm vĩnh viễn, một biện pháp quá mạnh bạo, thì nhiều người không đồng ý. Xin thưa quý vị là như vậy. Họ nói rằng là quyền bày tỏ chính kiến của mình, của ông Tổng thống Donald Trump cần phải được tôn trọng. Cũng lại có chuyện vui là do sự nhầm lẫn, nhiều người nghe lời của tỷ phú Elon Musk về cái ứng dụng mang tên là Signal, thì họ đã tải những cái ứng dụng có mang tên Signal nhưng lại không phải là ứng dụng về mạng xã hội thưa quý vị. Cho nên nhiều công ty được hưởng ké nhờ giống tên, chẳng hạn như công ty Signal Advantage, thì họ được tải về rất là rầm rộ. Có thể nói là họ hưởng được lộc từ trên trời rơi xuống một cách rất bất ngờ. Xin cảm ơn ông tỷ phú Elon Musk. Thì chương trình từ thủ đô Washington DC với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.